Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng chẳng ai đốt đèn rồi lấy cái hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng phải đặt trên đế để những ai đi vào nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn lại không được trở nên hiển hiền, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các con thiên nhi rất thân mến, sáng hôm nay thì có một anh nhắn tin nói: cha ơi, trong thánh lễ chiều hôm nay cha giải thích câu kinh thánh mà con cảm thấy rất là khó hiểu, là Chúa Giêsu nói rằng ai có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy mất. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa nếu chúng ta cứ suy đi gẫm lại rồi từ từ, Chúa Thánh Thần cũng sẽ dạy dỗ tất cả chúng ta. Trong bài tin mừng này có bốn ý mà Đức Giêsu dẫn từ hình ảnh cụ thể đi đến ý mà Chúa Giêsu muốn. Bao giờ Chúa Giêsu cũng mượn những hình ảnh, ví dụ như là đèn này, chim trời này, hay là lúa mì này, sỏi đá này. Chúa dùng những cái hình ảnh trước mắt để mà gợi lên những ý tưởng của nước trời. Bài đọc này có bốn ý. Ý thứ nhất, Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất dễ hiểu. Chẳng ai đốt đèn mà lại để dưới gầm giường hay lấy cái gì mà úp lại bao giờ cả. Người ta thắp đèn là đèn phải để trên đế để cho ánh sáng được chiếu tỏa ra. Thì đây là một cái ý rất là dễ hiểu, đúng không? À, ý thứ nhất rất là dễ hiểu. Đâu có ai mà thắp đèn mà để dưới gầm giường bao giờ, đâu có ai. Hay là để vào cái thùng bao giờ, không có. Đấy. Thế thì Chúa mượn cái hình ảnh đã thắp đèn là phải để lên đế. Để dẫn chúng ta đi vào đời sống thiêng liêng. Rồi ý thứ hai, không có cái gì che giấu lại chẳng đến lúc bị lộ ra. Không có cái gì che giấu lại không phải lúc bị lộ ra. Thì cái câu này nó cũng dễ hiểu thôi. Ông bà nhà ta nói rằng là cái kim ở trong bao đó lâu ngày rồi cũng bị lòi ra thôi. Thế thì với câu thứ hai này thì Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi vào cái ý bên trong, ý sâu hơn một chút. Tức là cái tốt, cái xấu. Nếu như ở ý thứ nhất là ngọn đèn ở trên đế và ngọn đèn dưới gầm giường, thì ý thứ hai nó là tốt xấu rồi đó. Và cái tốt đây thì đương nhiên đó là cái hình ảnh cái ngọn đèn được đặt trên đế. Đèn thì lúc nào cũng tốt, được đặt trên đế thì đó là một cái việc tốt. Mà cái ngọn đèn mà đặt dưới gầm giường thì nó lại đương nhiên là vì cái việc xấu rồi. Thì Chúa bảo rằng là không có cái gì che giấu lại không có lúc bị lộ ra. Tức là mọi cái tốt cái xấu rồi cũng sẽ đến lúc bị phơi bày ra. Anh em phải nhớ. Vì thế chúng ta giấu giếm những cái xấu rồi cũng ngày bị lộ. Nhưng nếu chúng ta cái tốt làm cho cái tốt nó tốt lên nữa thì chúng ta sẽ là phong nhiêu. Thế thì với cái ý thứ hai, không có cái gì che giấu lại không có ngày bị lộ ra thì nó là ý thứ nhất. Rất có thể chúng ta đang thắp đèn để dưới gầm giường. Đó là một cái việc xấu. Tức là chúng ta đang làm một cái tốt cho nó xấu đi. Chúng ta đang làm xấu đi cái tốt. Ví dụ, chúng ta tham dự thánh lễ một cách sốt sắng thì chúng ta đang làm cho đèn tỏa rạng đó. Tức là đang đặt đèn trên đế đó. Khi chúng ta tham dự thánh lễ sốt sắng, tức là đèn đang được đặt trên đế. Thế nhưng khi chúng ta tham dự thánh lễ một cách hời hợt thì đấy là chúng ta đang làm xấu đi thánh lễ. Thánh lễ là một cái ngọn đèn, nhưng mà có thể chúng ta để cái ngọn đèn ấy dưới gầm giường, tức là chúng ta đang làm xấu đi cái tốt. Thì cái này cũng là một cái bài học cũng khá hay đấy. Trong cuộc sống của chúng ta, có thể chúng ta làm cái tốt tốt hơn, nhưng cũng có thể chúng ta đang làm xấu đi cái tốt. Đang làm xấu đi cái tốt. Kể cái câu chuyện, có một cái anh hồi xưa ở Thánh Tâm, anh nói, con nói thật với cha, con siêng năng đi lễ là cũng chỉ vì cái anh chàng này làm ban hành giáo đó. Tức là một lần kia con đi mà con thấy anh ta quỳ trong nhà thờ, anh ta đọc kinh rất là sốt sắng, thì chính cái hành động này nó tác động vào trong cuộc sống của con. Thế thì kính thưa cộng đoàn, là những bậc làm cha làm mẹ cũng vậy thôi. Chúng ta làm gương sáng
làm gương tốt. Thế thì đấy là ý thứ hai, không có cái gì che giấu mà không được, không bị tỏ lộ. Chúa muốn nhắc tất cả chúng ta mọi cái tốt, cái xấu, dù giấu giếm cái xấu thì rồi cũng sẽ có ngày sẽ bị lộ ra. Đó. Rồi, đây cũng là một cái ý để động viên chúng ta làm nhiều cái tốt đó. Để rồi khi mà nó lộ ra thì là chúng ta là tốt. Rồi. Rồi cái ý thứ ba, anh em hãy để ý đến cách thức anh em nghe. Đây là một cái bước thứ ba. Chúa muốn dẫn chúng ta đến cái tốt mà anh em đang nghe. Cái tốt mà anh em đang nghe đó là gì? Đó là lời Chúa. Trong mọi cái tốt, tốt nhất là lời Chúa. Chúng ta hãy xác tín điều này. Cuộc sống này thì cũng có cái xấu cái tốt, nhưng tốt nhất là lời Chúa. Vì lời Chúa là lời hằng sống, lời Chúa là chính Chúa. Lời Chúa đưa chúng ta đến chính Chúa. Lời Chúa là tốt nhất. Lời Chúa là tốt nhất. Vì thế Chúa bảo anh em hãy để ý đến cách thức anh em nghe. Và cái ý thứ tư, ai có thì được cho thêm, còn ai không có, ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Thế thì nếu cuộc sống của chúng ta có lời Chúa là ngọn đèn soi sáng, chúng ta sẽ có đời đời. Đây là một cái ý tưởng để nhắc nhở tất cả chúng ta đấy. Nếu cuộc sống của chúng ta được lời Chúa dẫn dắt và làm theo lời Chúa thì sẽ có và có đời đời. Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta không có lời Chúa, cuối cùng chết rồi cũng tay trắng. Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì cũng chẳng được gì. Ai có sẽ được cho thêm. Ai có ở đây là ai có lời Chúa. Ai có lời Chúa soi sáng hướng dẫn như mẹ Maria đó thì cuộc đời sẽ đầy ơn phúc. Nhưng nếu ai không có lời Chúa đó hướng dẫn thì dù những cái đang có đấy rồi cũng sẽ đến ngày trắng tay thôi. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta có 3 bài học. Bài học thứ nhất, hãy để ý đến lời Chúa. Lời Chúa được ví như ngọn đèn. Hãy để ý đến lời Chúa. Hãy để ý đến lời Chúa vì lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta có. Hãy để ý đến lời Chúa. Cái thứ hai, đèn phải để trên đế. Lời Chúa phải được tôn vinh. Lời Chúa phải được thực thi. Hãy cứ thực thi lời Chúa đi. Và ý thứ ba, ai thực thi lời Chúa, người ấy có, sẽ càng có và cho thêm. Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta không có lời Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ trắng tay.